Xin chào mọi người đến với kênh Tô Màu mình. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tô màu bức tranh Spider-Man nhé. Thì chúng ta bắt đầu nhé. Xin màu đỏ cho Spider-Man trước. Xin gọi tô những phần còn lại nhé. Mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tô màu tiếp theo đi.
Thế là người ngủ.